vốn là kẻ phế vật nhất nhì trái đất, lại bất ngờ có được luân hồi thần tháp, bước vào không gian thần tháp nên có thể có được thời gian tu luyện vô hạn. Bản gốc âm bà vũ kỳ, lưu nhân sư đệ, thực lực của ngươi sao lại mạnh như vậy rồi? Lời các ngươi vừa nói là có ý gì? Phong Lăng Thiên là ai? Vì sao lại muốn hại các ngươi? Phong Lăng Thiên kia là đại ca của Phong Kinh Vân, đệ đệ hắn lúc truy sát người đã chết, liền đoán là tôn sư tỷ giết. Trời ạ! Đi, chúng ta cùng đi cứu tôn sư tỷ. Phong Lăng Thiên, nếu không phải ta cảnh giới thấp hơn ngươi một bậc, ta chưa chắc đã thua ngươi. Hôm nay bại bởi ngươi, coi như ta nhận thua. Nếu ngươi muốn bức cung, không có cửa đâu. Tôn Thiến, cho dù ngươi tấn thăng đến Vân Hà cảnh ngũ trọng, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Cùng cảnh giới, ta chưa từng thua bất kỳ ai. Tôn trọng ngươi, ta cũng không nói nhảm nữa. Ta nghe được tin tức về Thiếu Lang Lôi Trùng, nó ở sâu trong Vân Bắc Lôi Vực. Nhưng ngươi cũng biết, sâu trong Vân Bắc Lôi Vực có con quái vật kia, ta căn bản không vào được. Ngươi đi dẫn dụ con quái vật kia đi, để ta đi tìm kiếm Thiếu Lang Lôi Trùng. Về phần ngươi có thể sống sót hay không, liền xem bản lĩnh của chính ngươi. Ngươi thấy thế nào? Thì ra ngươi đánh chủ ý này, thay đệ đệ báo thù cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Tên phế vật đệ đệ kia chết thì chết rồi, còn 3 tháng nữa chính là nội môn đại bỉ của tứ đại tông môn. Không có được Thiếu Lang Lôi Trùng, ta mới có khả năng ở nội môn đại bỉ của tứ đại tông môn lộ diện. Xà Mang Nhân Phong, ngày mai hãy đến trước khi chết. Ngươi chính là Lưu Nhân, ngươi vậy mà tấn thăng đến Vân Hà cảnh tam trọng rồi. Chẳng lẽ đệ đệ ta là do ngươi giết? Để ta đối phó Phong Lăng Thiên, các ngươi đi cứu Tôn Thiến sư tỷ. Tìm chết. Tên này Vân Hà cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực so với võ giả cùng cảnh giới bình thường phải mạnh hơn rất nhiều. Ngươi một tên võ giả Vân Hà cảnh tam trọng, vậy mà dám chiến một trận với ta, thật sự cho rằng ta là tên phế vật đệ đệ của ta sao? Lưu Nhân sư đệ, Phong Lăng Thiên, ngươi tha cho Lưu Nhân, ta đồng ý đi dẫn dụ Tử Lôi Ma dị hồ cho ngươi. Hừ, đáng tiếc đã muộn rồi, tên Lưu Nhân này tu luyện nhanh như vậy, chỉ sợ trên người có không ít cơ duyên. Giết hắn, đoạt lấy cơ duyên trên người hắn, ta nhất định có thể dương danh lập vạn ở nội môn đại bỉ. Phong Lăng Thiên, sư phụ hắn thế nhưng là thánh nữ điện hạ, ngươi nếu dám giết hắn, thánh nữ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh nữ bất quá chỉ là người được Vân Quốc đưa đi hòa thân. 3 tháng sau, nàng ta sẽ phải đến Thần Vũ Quốc rồi. Ngươi nói cái gì? Giang Vân Quốc chúng ta nhỏ yếu, thường xuyên bị các quốc gia xung quanh công đánh. Giang Vân Quốc chúng ta muốn sinh tồn, chỉ có một biện pháp, đó chính là hòa thân. Nhưng nữ tử bình thường nhất định không thể hấp dẫn được Thần Vũ Quốc. Cho nên quốc chủ Giang Vân Quốc liền lựa chọn ra một nữ tử có thiên phú xuất chúng, cho nàng ta tài nguyên, cho nàng ta vinh quang, tạo ra vị thánh nữ đầu tiên, thánh nữ dùng để hòa thân. Người này chính là Vân Thanh Giao. Sư phụ vậy mà vì Giang Vân Quốc phải đi hòa thân sao? Ngay tại đây, Lưu Nhân liền toát ra một câu chiến ý mãnh liệt. Kiếm sĩ Lưu Nhân nhận lễ vật, khấu đã lâu không gặp. Khuynh Tâm Nhất Kiếm, Huyết Nhất Kiếm có thể bình tĩnh tất cả cuồng bạo, đồng thời còn có thể suy yếu công kích cuồng bạo.